đạt. Ném 3 điểm. 3 điểm thành công đầu tiên của trận đấu. Tiêu tốc độ nhưng vẫn có thể thành công. Đây là cơ hội phản công nhanh khác. Không có pha block của Tâm Đình bị mất bóng. Góc ném rất thoáng, không ném 3 điểm, đột phá và ném 2 điểm. Lỗi điểm. Lỗi của Trần Vũ Linh. Rất tốt Nguyễn Văn Hùng, 2 điểm tính dành cho Nguyễn Văn Hùng. Một pha chuyền bóng Trevor Beckley. Để ném 2 điểm tính dành cho Trevor Beckley. Lâu tỏ ra khá bế tắc. Rất tốt, một pha chip in của tác giả rất tốt. Vẫn là những pha chuyền bóng qua lại. Và 3 điểm thành công của Rano. Một pha phù hợp, tiếp tục là một pha bóng khá thoáng. Ném 3 điểm. 3 điểm thành công. Nguyễn Phú Hoàng. Nguyễn Tiến Dương ném 3 điểm. Rất tự tin đó là Nguyễn Tiến Dương. Pha bán điểm thứ 3 thành công của Nguyễn Tiến Dương trong trận. Mất bóng rồi. Cơ hội cho các thủ thành Buffalo. Chuyền bóng rất đồng đội Nguyễn Tiến Dương. 2 điểm dành cho Nguyễn Tiến Dương. Và hội ý chơi vào Beckley. Ném 3 điểm. 3 điểm rất tốt của Nguyễn Thành Đạt. Tô Quang Trung. 3 miếng vào bóng Nguyễn Phú Hoàng rất nhanh nhẹn. Và 2 điểm chắc chắn thuộc về Nguyễn Phú Hoàng. Rano đột phá. Rano 2 điểm tính dành cho Rano. Tiếp tục là một tình huống mất bóng. Phản công nhanh. Nguyễn Tiến Dương làm gì Nguyễn Tiến Dương. 2 điểm tính dành cho Nguyễn Tiến Dương. Một hiệp đấu tuyệt vời của Trevor Beckley. Đột phá Trevor Beckley. 2 điểm rất dễ dàng khi đối thủ dứt điểm rất lạnh lùng. Rano Phan Thanh Tùng dứt điểm rất đơn giản đó là Rano. Nguyễn Phú Hoàng ném 3 điểm. 3 điểm thành công dành cho Nguyễn Phú Hoàng. Rút ngắn tỷ số cho Nguyễn Phú Hoàng làm gì. Ném thẳng ném. Thành công. Hà Nội Buffalo đang rất cần sự lạnh lùng của Nguyễn Phú Hoàng. Bóp lót rất tốt của Trevor Beckley. Cơ hội. Bạch Công Trung ghi 2 điểm dành cho Hà Nội Buffalo. Nguyễn Tiến Dương vẫn là đội bóng của anh cầm bóng. 3 điểm. 3 điểm rất lạnh lùng của Nguyễn Thành Đạt. Đã bị mất bóng khá đơn giản. Nguyễn Thành Đạt ghi 2 điểm. Anh cho rằng trời rất hy sinh. Ném 3 điểm thành công của Nguyễn Tiến Dương. Rất thoáng. 5 giây. 2 điểm thành công dành cho Nguyễn Phú Hoàng. Đặng Thế Hưng đã có lỗi và lỗi điểm. Lỗi điểm cho Đặng Thế Hưng.